Từ những ngày đầu khai trương, doanh nghiệp này đã liên tục phát triển và đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng đa dạng nhu cầu thị trường. Ban đầu, doanh nghiệp tập trung vào sản xuất và cung ứng các sản phẩm cơ bản, từ đó khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp. Qua thời gian, sự đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển đã giúp doanh nghiệp này mở rộng quy mô và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng. Các sản phẩm mới có sự đa dạng về chủng loại và chất lượng, từ thực phẩm đến năng lượng, đáp ứng nhanh chóng với sự biến động và phức tạp của thị trường hiện nay. Khả năng đổi mới không ngừng không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì vị thế mạnh mẽ trong ngành, mà còn tạo ra cơ hội chiến lược trong quá trình mở rộng quốc tế. Sự linh hoạt trong chiến lược kinh doanh và quản lý nguồn lực đã làm cho doanh nghiệp trở thành một trong những ngôi sao sáng trong thế giới kinh doanh ngày nay.